Ngày 9 tháng 11, hơn 70 quốc gia trên thế giới đã cam kết hành động tích cực hơn nữa nhằm cắt giảm tình trạng lãng phí thực phẩm thông qua việc cải thiện hệ thống làm lạnh và bảo quản thực phẩm. Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, EU và nhiều quốc gia ở châu Mỹ, châu Phi và châu Á đã ký cam kết này. Theo đó, đại diện các nước đã cùng nhau thảo luận về việc quản lý các chất hóa học nhân tạo có hại cho tầng ozone đang được sử dụng trong tủ lạnh cũng như các hệ thống điều hòa không khí, đồng thời tìm ra giải pháp nhằm cải thiện vấn đề làm lạnh thực phẩm. Hệ thống làm lạnh kém là nguyên nhân dẫn tới việc phải loại bỏ 9% thực phẩm dễ hỏng ở các nước phát triển và khoảng 23% ở các nước đang phát triển. Hiện nhiều nước đã bày tỏ hy vọng có thể phát triển các phương thức làm lạnh tốt hơn nhằm cải thiện việc bảo quản và chuyên chở thực phẩm. Theo đó, điều này cũng sẽ giúp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và những loại khí độc hại với môi trường sử dụng trong các loại tủ lạnh và hệ thống điều hòa.